Thưa mẹ Táo, hiện nay thì Cường Quốc Ca, chắc là mẹ Táo cũng biết Cường Quốc Ca trên Facebook, một người bạn, một người em của anh Đạt. Hiện nay thì Cường Quốc Ca đang công tác và học tập cùng anh Đạt trong 3 tháng học lớp sĩ quan dự bị tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Trong 4 ngày, từ ngày mùng 2 đến ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3, thì hai anh em đã sống ở cùng nhau và đã xa vợ, xa gia đình và xa con được 3 ngày. Thì anh Đạt cũng có hai tâm sự cùng em Cường, là anh Đạt rất là nhớ mẹ của Táo, nhớ em Táo cũng như toàn thể gia đình nhà em Táo. Chính như vậy mà trong thời gian qua thì anh Đạt cũng luôn luôn cố gắng học tập, rèn luyện để sớm được hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được Tổ quốc, được Đảng và nhân dân giao phó để sớm về bên mẹ Táo cùng em Táo. Nhân dịp sắp đến ngày 8 tháng 3 thì Cường Ca xin gửi lời chúc đến mẹ Táo và em Táo luôn luôn mạnh khỏe, và đặc biệt là mẹ Táo thì luôn luôn trẻ, xinh đẹp cũng như là giữ được cái vóc dáng thật là bốc lửa để bố Táo khi trở về sẽ càng ngày càng yêu mẹ Táo nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là em Táo thì hãy luôn luôn ngoan, ăn uống thật là khỏe mạnh và luôn luôn cười thật tươi để mẹ Táo có thể chụp những bức ảnh đẹp nhất gửi cho bố Táo để bố Táo ở trên đơn vị yên tâm công tác. Và cuối cùng thì Cường Ca xin chúc toàn thể gia đình mẹ Táo cũng như toàn thể người thân của anh Đạt và mẹ Táo luôn luôn vạn sự như ý, một năm an khang thịnh vượng. Vâng, xin chào.